Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Jung Yeon-in, Tổng giám đốc công ty Doosan Vina và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn SCC Thái Lan, Zurot Ransio Park. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh tập đoàn Doosan của Hàn Quốc quyết định đầu tư tại Việt Nam, tạo ra các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp, đặc biệt là góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm cơ khí trong lĩnh vực điện của Việt Nam khẳng định chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí hỗ trợ mong muốn thời gian tới cùng với việc tiếp tục mở rộng đầu tư tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm của công ty dosan vina cần quan tâm tới các vấn đề xã hội tại địa phương góp phần nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất và tinh thần Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn lao động cũng như đảm bảo môi trường theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam phải là ưu tiên số 1 trong quá trình đầu tư và vận hành các dự án của Doosan Vina. Tổng giám đốc Doosan Vina Jung Yeon In báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời gian qua, đồng thời khẳng định trong quá trình hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho người lao động và cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường theo pháp luật của Việt Nam.